19 giờ tối, trên công trường dự án khu tái định cư Đồng Hốc ở phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ, vẫn sáng rực ánh đèn. Xe máy thi công xuyên đêm để ráp rút hoàn thiện công trình. Khu tái định cư Đồng Hốc đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, với giá trị thực hiện đạt hơn 92%. Hiện chỉ còn một vài hạng mục nhỏ như lát gạch vỉa hè, lắp đặt biển báo an toàn giao thông và một số hạng mục liên quan khác. Ngoài cái thời gian thi công ban đầu bằng ngày để cho kịp tiến độ thi công và tiến độ bàn giao, đơn vị thi công có tổ chức tăng ca vào ban đêm để làm các công việc là như lát gạch vỉa hè, lát gạch bồng hoa và công tác chuẩn bị công tác để chôn biển báo cọc tiêu. Khối lượng mà tới thời điểm bây giờ ước đạt là khoảng 95-97%. Cùng với sự quyết liệt của chủ đầu tư và nỗ lực xây dựng của đơn vị thi công, các cấp chính quyền địa phương cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân có nhà cửa, đất đai bị ảnh hưởng, đồng thuận ủng hộ di dời chỗ ở, ổn định cuộc sống khi được bàn giao đất tại các khu tái định cư. Khi mà có mặt bằng rồi thì địa phương sẽ tuyên truyền vận động người dân. Cũng đã có kế hoạch là đối với những cái hộ mà chuyển chính thức thì bốc sam. Chứ họ muốn theo ý của họ cũng khó, bốc sam. Còn những hộ mang theo thì nó theo quy định. Hộ chính thức là hộ 300 đó thì bốc sam cho nó tạo cái sự công bằng chung. Quảng Ngãi triển khai xây dựng 23 khu tái định cư để phục vụ di dời thực hiện dự án cao tốc Bắc Nam. Trải rộng trên địa bàn 4 địa phương là huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ. Đến thời điểm này, việc thi công 23 khu tái định cư đảm bảo kế hoạch đề ra, sẵn sàng bàn giao đất cho người dân vào xây dựng nhà ở ngay trong cuối tháng 6 và đầu tháng 7 này.